Vâng, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Dân Trịnh ạ. Chuyên hàng bãi Hàn Nhật Mỹ Đức ạ. Lại là em đây, các bác đi qua thì cho em Dân xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều mặt hàng sản phẩm phục vụ quý cô bác, anh chị và các bạn nhé. Đấy, vâng, hôm nay em xin giới thiệu với các bác mẫu bình giữ nhiệt bên em ạ. Đây, em xin giới thiệu mẫu bình giữ nhiệt. Mẫu bình giữ nhiệt bên em thì là nó có rất nhiều loại, có cả cốc giữ nhiệt và bình giữ nhiệt các bác nhé, có cả cốc và bình. Đấy, thì đầu tiên là em cốc giữ nhiệt. Đấy, cốc giữ nhiệt đây thì em có bốn loại màu, bốn loại màu đây em xin nó như nhau cả nên em giới thiệu với một màu ra giới thiệu đây. Đấy, chất liệu của nó là chất liệu bằng inox 304 các bác nhé, inox 304. Đấy, chúng ta inox này là có thể giữ nhiệt nhé. Đấy, ở đây nó có hai lớp giữ nhiệt này, hai lớp cái giấy kia là giấy đấy thôi, trắng gọi là hết. Đấy, lớp ngoài và lớp trong. Đấy, hai lớp giữ nhiệt bằng inox 304 và bên giữa chúng ta đã được hút chân không. Đấy, hút chân không để ngăn chặn chúng ta là đầu nước sôi này cầm đây không bị nóng này. Đấy, nước lạnh để không bị toát mồ hôi này. Đấy, mọi toát nhiệt nó sẽ toát xuống cái lỗ dưới đấy, đáy này. Đấy, nó sẽ về qua khoang này. Đấy, khiến chúng ta cảm giác dùng rất là tốt nhé các nhé. Đá để đây dùng rất là bền nhé. Đây, cốc đây. Đấy, rất là tiện lợi cho chúng ta nhé. Bọn em bên em bây giờ tạm thời thì đang có 3 màu, 4 màu. Đấy. Đấy, nhưng mà chỉ có chủ đạo là màu hồng, màu trắng và màu đen nhé các bác nhé. Màu xanh thì cũng có một hai cái. Đấy. Cái cốc này thì em đang bán giá với giá là 90.000 đồng các bác nhé, 90.000 đồng. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân cho qua số hotline đang hiển thị trên màn hình là 0982 834 004. Đấy, tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác là một mẫu bình giữ nhiệt nữa. Cái bình này thì chúng ta có thể đựng cháo cho trẻ em giữ nhiệt. Đấy, cháo giữ nhiệt bình sữa. Đấy, khi chúng ta bình sữa bé chúng ta để vừa vào cái này thì là giữ nhiệt rất tốt nhé. Đây em xin mở ra cho các bác xem. Đấy, chất liệu thì cũng là inox 304 và hai lớp cách nhiệt, bên ngoài sơn phun sơn tĩnh điện. Đấy, rất là đẹp. Đấy, đáy này thì là có một cái lớp inox tản nhiệt. Đấy, rất là xịn sò cho chúng ta. Đấy, sản phẩm này thì em đang bán với giá là 150.000 đồng các bác nhé, 150.000 đồng. Cô bác đặt hàng thì là liên hệ với em qua số hotline 0982 834 004. Đấy, các bác đang xem video thì cho em xin một like và một đăng ký kênh. Đấy, để em có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều mặt hàng sản phẩm phụ quý bác nhé. Đấy. Đấy, tiếp theo là một loại bình giữ nhiệt nữa các bác nhé, bình giữ nhiệt bé này. Đấy, bình này thì chúng ta có thể pha sữa này, pha cà phê này rất là tiện lợi nhé. Pha sữa cho trẻ em ấy. Đấy, pha cà phê cũng là chất liệu của inox 304 và hai lớp cách nhiệt. Đấy. Sản phẩm này thì rẻ thôi, em đang bán với giá 120.000 đồng. Đấy, chúng ta có thể pha cà phê mang đi làm để đút túi rất quần, rất rất là nhỏ gọn nhé, rất là tiện lợi, rất là nhỏ gọn. Đấy, mà cái này chỉ uống một mình thôi. Đấy, rất là dễ. Nắp này chúng ta cũng có thể đựng được này, nắp này chúng ta ví dụ là đổ cà phê ra một tí này, làm một hớp này để thưởng thức này. Đấy, nó sẽ rất sành điệu, nắp cách nhiệt rất tốt nhé, có giòn cách cao su nhé, mà cũng là bằng chất liệu rất tốt, rất xịn, rất bền bỉ nhé con nhé. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với cô bác là đây, mẫu kéo cắt cành. Mẫu kéo cắt cành nhé, thương hiệu là thương hiệu Kabushi nhé. Đấy, kéo cắt cành này thì đấy, kéo cắt cành này. Đấy, rất tốt nhé, rất tốt và bền bỉ. Đấy, kéo cắt cành này thì em đang bán với giá là 130.000 đồng các bác nhé. 130.000 đồng, các bác đặt hàng thì liên hệ với em qua số hotline 0982 834 004, em là Dân Trịnh nhé. Đấy. Đây, tiếp theo là bơm 2T này. Bơm 2T này. Đấy, hơi da rất khỏe và bền bỉ nhé. Hơi da rất khỏe và chất lượng nhé. Còn rất nhiều mặt hàng sản phẩm phục vụ đến quý quý các bác và anh chị. Đấy, ngày Tết thì các bác đặt hàng trước Tết. Đấy, lên đơn trước Tết thì em sẽ miễn phí ship nhé, trên đơn trên 300.000 nhé là em sẽ miễn phí ship cho các bác. Đấy. Nhưng mà chỉ có trước Tết thôi nha các bác nhé. Tính sau mùng 1 Tết âm lịch thì là chúng ta sẽ không được những cái ưu đãi này nữa và chúng ta sẽ trở lại như bình thường nha các bác nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì liên hệ với em Dân qua số hotline 0982 834 004. Đấy. Có đầy đủ mặt hàng nha các bác nhé. Các bác cứ yêu cầu mặt hàng nhé, còn là các bác cần mặt hàng gì mà muốn em bổ sung thêm thì các bác cứ nhắn tin hộ em qua số Zalo 0982 834 004. Đấy, để em sẽ kiếm cái mặt hàng đấy cho các bác. Đấy, mặt hàng nào cũng có thể kiếm được.
nên chỉ căn bản là thời gian nhanh hay chậm thôi. Đấy, rất nhiều mặt hàng, kể cả dây điện bãi này, đấy, bộ dao này, đấy, cuộn du lô này, đấy, rất nhiều mặt hàng. Vâng, và cũng cuối năm rồi, kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn sang năm mới thì an khang thịnh vượng, đấy, tiền tài thì tiến tới. Đấy, chúc các bác sang năm mọi sự bình an, vạn sự như ý. Em xin phép được dừng video tại đây. Video này em chỉ làm video ngắn thôi để cho nó đỡ trống cái thời gian bình thường lên video thôi. Đấy, cảm ơn các bác, xin chào các bác.